Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Nếu bây giờ mình hỏi các bạn một câu, đó là đâu là chiếc điện thoại bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 1 năm 2021, thì các bạn đoán là chiếc điện thoại đó sẽ là chiếc điện thoại nào và nó của hãng nào đi. Đấy, bây giờ chúng ta đoán là hãng nào để cho nó dễ đi. Nếu mà nói đến điện thoại bán chạy thì chắc là chúng ta sẽ nghĩ đến những cái mẫu điện thoại của Xiaomi với giá rẻ, hay thời gian gần đây thì Vsmart cũng đang rất là nổi lên. Đấy, rồi là Realme cũng thế. Tuy nhiên, chiếc điện thoại bán chạy nhất trong tháng 1 năm 2021 vừa rồi, đó thuộc về thương hiệu Oppo, và đó chính là Oppo Reno 5. Cái chiếc điện thoại này thì lúc đầu cái mức giá niêm yết của nó là 8.690.000 đồng. Và mình nói rằng là với mức giá này thì chắc chắn là mình sẽ không mua Oppo Reno 5, bởi vì mức giá này nó cao quá. Đấy, còn các bạn biết rồi đấy, khi các bạn mua hàng Oppo Reno 5 tại các cửa hàng thì giá sẽ rẻ hơn rất nhiều. Ví dụ như khi các bạn mua hàng tại Cellnet chẳng hạn, thì cái mức giá họ niêm yết đầu tiên là nó đã rẻ hơn mức giá của hãng cái đã. Họ niêm yết là 7.790.000 đồng. Nếu các bạn tham gia chương trình thu cũ đổi mới thì các bạn sẽ được trợ giá 600.000 đồng và vẫn còn được nhận thêm khuyến mại nữa. Một là lựa chọn tặng loa Bluetooth, nhận loa Bluetooth ấy. Hai là được tặng phiếu mua hàng trị giá là 300.000 đồng. Nghĩa là cái giá của sản phẩm này nó chỉ loanh quanh tầm khoảng trên dưới 7 triệu đồng tại Cellnet mà thôi. Và với mức giá đó thì mình nói luôn, đây vẫn là một mức giá không phải là tiệm cận tới đại đa số người dùng. Tuy nhiên là theo đại diện hãng nghiên cứu thị trường rất nổi tiếng GFK, thì cũng như là thông tin đến từ Oppo, thì Reno 5 đã tiêu thụ được khoảng hơn 70.000 máy tính đến cuối tháng 1 năm 2021. Trời ơi, 70.000 máy đấy các bạn ạ. Và đặc biệt là trong cái ngày mở bán đầu tiên nhé, thì họ đã mở bán được khoảng 19.000 máy rồi. Và đặt cọc trước thì đã có khoảng 42.000 máy đặt cọc chỉ sau 10 ngày ra mắt sản phẩm. Một thông tin quá khủng khiếp đúng không nào. Đấy, và Oppo Reno 5 ấy, mình đã có rất là nhiều những video ở trên kênh của mình rồi, từ video mở hộp cho đến video về test game, cũng như là về video đánh giá chi tiết. Và trong cái video đánh giá rất là chi tiết về Oppo Reno 5 thì bạn sẽ thấy luôn là mình để luôn tiêu đề ấy, đó là chưa hoàn hảo nhưng sẽ rất bán chạy. Đây là một chiếc điện thoại mình có khen có chê, nhưng mình nói các bạn rằng là nó sẽ rất là bán chạy. Tại sao lại như thế? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Đấy, đầu tiên là những cái điểm nổi bật của Oppo Reno 5 chúng ta sẽ kể đến ở đây là gì? Đấy là màn hình AMOLED mà lại có tần số quét cao 90Hz. Nó sẽ có Android 11 có sẵn trong máy, kèm theo đó là ColorOS 11 luôn. Sẽ có sạc siêu nhanh 50W luôn, mà sạc nhanh của Oppo thì các bạn biết là nó nhanh kinh khủng như nào. Camera của chiếc điện thoại này cũng khá là đẹp nữa. Đấy là cái tổng quan chung của nó. Đấy, tuy nhiên có một số những vấn đề liên quan đến Oppo Reno 5 mà khiến cho rất nhiều người dùng người ta phàn nàn ở đây. Đấy là cái phiên bản Reno 5 về Việt Nam là phiên bản 4G, nó bị cắt giảm đi so với phiên bản ở một số thị trường khác là phiên bản 5G. Ngoài cái việc cắt giảm đi 5G thì con chip của nó cũng không bằng. Con chip của nó là Snapdragon 720G chứ không phải là Snapdragon 765G nữa. Đấy, nên chính vì thế người dùng khi mà thấy là Oppo Reno 5 về Việt Nam có cảm giác là hơi hụt hẫng. Đấy, giá như cái giỏ này về Việt Nam ở cái mức giá niêm yết của nó có thể là 10 triệu với phiên bản 5G đi, xong sau đó thì trừ quà các thứ đi thì nó tầm khoảng 8 triệu rưỡi chẳng hạn, thì biết đâu người dùng người ta lại nghiêng về cái phiên bản 5G nhiều hơn thì sao. Nhưng thôi, chúng ta sẽ thấy là ngoài cái lùm xùm về cái việc là bị cắt giảm về con chip thì Oppo Reno 5 nó vẫn giữ lại được rất nhiều cái yếu tố khác nữa. Đấy, hộp phụ kiện thì không có điểm gì phải chê ở đây cả nhá. Rất đầy đủ, không thiếu bất kỳ một cái gì cả, từ ốp lưng, từ sạc siêu nhanh, hình như là tai nghe cũng có được, phải dán màn hình các thứ đầy đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Thiết kế thì thực ra là thiết kế của Reno 5 mình thấy là không có điểm gì nổi bật đâu. Cụm camera phía sau thì cũng rất nhiều hãng cũng có kiểu như này, rồi là cái mặt trước đục lỗ nốt ruồi lệch sang bên trái, nó cũng rất là giống nhiều sản phẩm khác thôi. Nhưng mà cái cách phối màu của Oppo ấy, nó là một cách phối màu nó rất là Oppo luôn, kiểu như nó rất là kiểu như trẻ trung ấy. Đấy, đấy là cái mà mình cảm thấy. Và tuy nhiên là cái phiên bản mà mình mượn thì lại là cái phiên bản màu đen, nên là nó không nổi bật lắm cái màu sắc này lên đâu. Đấy, nhưng mà với những phiên bản bình thường màu sắc Radiant ấy, thì màu sắc của Oppo Reno 5 là tương đối ổn ấy. Mỗi tội là chất liệu thì lại chỉ là chất liệu nhựa, đây là cái điểm mình chê đấy. Chất liệu nhựa dễ xước, dễ để lại mồ hôi và dấu vân tay. Đấy, tuy nhiên là người ta sử dụng ốp lưng thì nó cũng sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề thôi. Về màn hình thì điểm khen ở đây là gì? Đấy là màn hình tấm nền AMOLED có vân tay bên trong màn hình, có tần số quét cao đó là 90Hz, độ phân giải là Full HD cộng. Tuy nhiên là có hai cái điểm mà mình chê, đấy là thứ nhất là cái độ sáng của nó là 430 nit thì nó không phải là quá cao. Nếu mà đây mà IPS thì mình chê thậm tệ luôn, bởi vì là 430 nit mà với IPS thì nó chán lắm. Nhưng mà với AMOLED thì được cái là cái độ tương phản nó là cao rồi, nên là chỉ cần 430 nit thì ra ngoài trời nắng ít ra chúng ta nhìn vẫn được,
Đấy, nó sẽ không phải quá rõ ràng đâu nhé, nhưng chúng ta nhìn vẫn thoải mái. Đấy. Mật độ đoạn 409 PPI thì mình thấy là đủ dùng rồi, đủ nét đối với mình rồi. Đấy, nhưng mà cái điểm trên nữa là gì? Đây là kính cường lực của nó, chỉ là kính cường lực 3 thôi, chứ không phải là cái loại mới nhất bây giờ. Hiệu năng, cái con chip của nó không phải là con chip mạnh nhất ở trong tầm giá. Tuy nhiên hãy chú ý rằng đây không phải là con chip yếu nếu xét trên tham chiếu nhé, là một chiếc điện thoại hàng chính hãng. Chúng ta sẽ không so sánh sang với hàng sách tay, vì nếu mà hàng sách tay thì ở trong tầm giá này chúng ta đã có thể lựa chọn là chip bản chip 855 hay là chip 765G mà vẫn còn thừa rất nhiều tiền rồi. Nhưng chú ý rằng đây là hàng chính hãng. Vậy nên nếu mà so sánh công tâm nhất thì chúng ta phải so sánh sang với những đối thủ ở trong cái tầm giá của nó. Thì Oppo Reno 5 so sánh sang với Galaxy A71 thì A71 cũng chỉ chạy chip Snapdragon 730 thôi. 730 và 720G không chênh lệch nhau đâu nhá. Đấy, hay là Vivo V20 cũng trong cái tầm giá này thì nó cũng là chip Snapdragon 720G cơ mà. Vậy nên chú ý rằng chip của Oppo Reno 5 không phải là con chip yếu ở trong tầm giá hàng chính hãng. Và nếu các bạn muốn mua những sản phẩm hàng chính hãng mà với con chip Snapdragon 765 thì hoặc là 765G thì phải là Nokia 8.3. Mà các bạn biết Nokia 8.3 hoàn toàn không có mức giá như này và nó đắt hơn này khá nhiều. RAM, ROM khá thoải mái, RAM 8 bộ như trong 128 thì nó sẽ bù lại cho cái con chip Snapdragon 720G kia. Camera của Oppo đẹp đấy nhá. Camera của Oppo đẹp, cả camera sau lẫn camera trước. Camera trước 44 chấm là con này khá đẹp đấy. Camera của Oppo Reno 5 mình đánh giá là phải ngang ngửa với cả camera của Vivo V20 đấy. Còn nếu mà so sánh Oppo Reno 5 với cả camera của Galaxy A71 thì Oppo Reno 5 có phần nhỉnh hơn đấy nhá. Pin thì là 4300 mAh, chính xác ra là 4310, là một viên pin ở mức độ đủ dùng rồi. Tuy nhiên cái mà mình thích nhất ở đây là gì? Đấy là cái sạc của nó siêu nhanh, lên tới tận là 50W. Nếu mà so sánh sang với hai đối thủ khác ở trong tầm giá này thì so với A71 thì là pin của nó không bằng, nó kém hơn khoảng 200 mAh, gần 200 mAh. Nhưng sạc của nó thì nhanh hơn rất rất nhiều so với cả Galaxy A71. Đấy, còn so với Vivo V20 thì V20 thì pin của nó lại kém hơn. Pin của V20 chỉ là 4000 thôi, với sạc của nó chỉ là 33W thôi chứ không phải là sạc 50W nữa. Nếu mà chúng ta so sánh những cái phần khác nữa, ví dụ như là màn hình của cái Oppo Reno 5 thì thậm chí là nó còn có tần số quét cao hơn cả Vivo V20 cũng như là Galaxy A71. Đấy, camera của nó có phần nhỉnh hơn và sạc của nó thì lại nhanh hơn rất là nhiều. Hiệu năng thì là ngang ngửa, chẳng có điểm gì khác biệt cả. RAM, ROM, chip cũng rất là ngang ngửa với những sản phẩm trên thôi. Thế thì với những tất cả những cái điều đó cộng thêm với việc là Galaxy A71 là chiếc điện thoại đã ra mắt tương đối lâu rồi này. Vivo V20 thì cũng chỉ có Jack làm đại sứ thương hiệu, nhưng mà thời điểm đầu các bạn Vivo các bạn ấy quảng cáo rất là nhiều, nhưng thời điểm sau mình cảm thấy các bạn ấy gần như không để ý lắm đến sản phẩm này hay sao. Vậy nên lựa chọn Reno 5 kèm theo đó là việc đến các cửa hàng thì chúng ta sẽ được các bạn nhân viên PG của Oppo rất là xinh đẹp, chân dài các thứ, các bạn ấy điều hướng đến Oppo. Thì nhiều người dùng người ta chốt Oppo là như vậy, và Oppo là hãng điện thoại bán offline rất tốt đấy nhá. Đấy, nếu mà chúng ta nhắc đến những hãng điện thoại bán hàng online tốt, chúng ta có thể kể đến là Xiaomi, nhưng bán hàng offline tốt thì không thể không kể tới Oppo được. Oppo bán hàng offline rất tốt. Đấy, còn lại thì Oppo Reno 5 thì có những điểm mà mình đã nói đấy, mình chê ở đây, ví dụ như thiết kế của nó chỉ là vỏ nhựa này, độ sáng màn hình chưa cao, rồi kính cường lực thì lại chỉ là kính cường lực 3 mà thôi, hay là con chip thì không phải là một con chip gọi là xuất sắc gì ở trong tầm giá này cả. Đấy, tuy nhiên đánh đổi lại chúng ta sẽ được rất là nhiều những cái thứ từ việc màn hình tần số quét cao mà lại là AMOLED, không phải hy sinh cái gì nhá. Đấy, rồi một cái RAM ROM thoải mái, một cái sạc siêu nhanh, một cái camera đẹp và một cái hệ điều hành Android rất mới, Android 11 kết hợp với ColorOS 11. Thì đấy chính là cái nguyên nhân giải thích cho việc là tại sao Oppo Reno 5 nó lại bán chạy như thế. Các bạn cảm thấy sao về Oppo Reno 5? Và theo các bạn thì trong phân khúc hàng chính hãng như thế nó có xứng đáng hay không? Và nếu so sánh sang với cả Galaxy A71 và Vivo V20, các bạn sẽ lựa chọn Reno 5 hay là A71 và V20? Hãy để lại comment cho mình nhé. Còn nếu mà so sánh sang với cả Vsmart Aris Pro thì nói luôn là Reno 5 hơn rất nhiều. Reno 5 chắc là chỉ thua mỗi về thiết kế so với Aris Pro thôi, với cả cái công nghệ camera ẩn thôi. Nhưng mà cái camera trước của nó ăn đứt phải gấp 10 lần cái Aris Pro đấy. Reno 5 sẽ hơn về cái màn hình tần số quét cao hơn. Reno 5 sẽ có một hiệu năng nó cũng ngang ngửa rồi. Đấy, nó sẽ có camera hơn hẳn, nó sẽ có pin tốt hơn và có sạc nhanh hơn rất nhiều. Đấy, cộng thêm đó là nó đã có sẵn Android 11 rồi. Đấy, thì mình nghĩ là Reno 5 mà so sánh sang với cả Aris Pro thì là nó hơn đấy, thực dụng hơn và mua nó là ngon hơn là Aris Pro đấy. Đấy, ngon hơn cả Galaxy A71 và so với cả V20 nó cũng có phần nhỉnh hơn đấy nhé. Đấy, thì đấy là cái quan điểm của mình. Các bạn hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và cũng chia sẻ luôn đấy, hiện tại đây mình cũng vẫn đang sử dụng một cái Oppo Reno 10X Zoom đây, cũng
chưa có nhu cầu gì phải thay lên điện thoại. Trước kia là mình định lên con Galaxy S21 Plus ấy. S21 Ultra, nhưng mà thời điểm này Covid quá nên là thôi, cứ giữ tạm con này vì nó vẫn đang dùng tốt mà. Tất cả những thông tin về Oppo Reno 5 các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Savones. Đấy, và giống như ở đầu video mà mình đã nói đấy, chúng ta có rất là nhiều những khuyến mại. Giá niêm yết thì là 8.690.000 đấy, tuy nhiên là sau khi trừ đi quà thì cũng chỉ còn là trên dưới 7 triệu thôi. Đấy. Rồi, ok, bye bye các bạn.